chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài truyền hình Kỹ thuật số VTC. Chương trình thời sự ngày 10 tháng 9 sẽ có những nội dung chính sau đây. Tổ chức trọng thể lễ viếng theo nghi thức quốc tang nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Trí Công. Thủ tướng Nguyễn Xuân Dũng kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Nhiều hoạt động phong phú đón Tết Trung thu cho trẻ em nghèo, khuyết tật. Tin quốc tế, nước Mỹ tiến hành các hoạt động tưởng niệm 10 năm sự kiện ngày 1 tháng 9 trong sự cảnh giác cao độ trước mối đe dọa bị tấn công khủng bố. Khai mạc hội nghị Bộ trưởng Tài chính nhóm các nước phát triển G7 với quyết tâm hành động để phục hồi nền kinh tế. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay ngày 10 tháng 9, lễ viếng đồng chí Võ Trí Công, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, nguyên Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã được tổ chức trọng thể theo nghi thức quốc tang bắt đầu từ 8 giờ sáng, đồng thời tại 3 địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, với sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, Quốc hội và Chính phủ cùng lãnh đạo các bộ ngành địa phương cả nước. Đúng 8 giờ sáng nay, mùng 10 tháng 9 năm 2011, tại Dinh Thống Nhất thành phố Hồ Chí Minh, nơi quản linh cữu đồng chí Võ Chí Công, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, nguyên Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Bốn đoàn lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước, Quốc hội và Chính phủ do các đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và các Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Thiện Nhân, Vũ Văn Ninh đại diện đã viếng và thăm hỏi gia đình đồng chí Võ Chí Công. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng do đang tham dự chuyến thăm và làm việc tại nước bạn Lào nên chưa thể có mặt tham dự lễ viếng trong ngày hôm nay, cũng đã gửi vòng hoa viếng đồng chí Võ Chí Công. Đông đảo các đồng chí lãnh đạo cấp cao khác trong Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Văn phòng Chính phủ, các bộ ban ngành trung ương, địa phương cùng đại diện các lực lượng quần chúng cũng đã lần lượt thắp hương phúng viếng trước linh cữu đồng chí Võ Chí Công. Đồng chí Võ Chí Công, tên khai sinh là Võ Toàn, sinh ngày 7 tháng 8 năm 1912 tại xã Tam Xuân, huyện Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Tham gia hoạt động cách mạng năm 1930, vào Đảng tháng 5 năm 1935. Từng giữ các chức vụ: nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng, nguyên Phó Thủ tướng, nguyên Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đại biểu Quốc hội các khóa 6, 7, 8. Đồng chí từng được Đảng, Nhà nước tặng thưởng huân chương sao vàng, huy hiệu 70 năm tuổi Đảng và nhiều huân huy chương cao quý khác. Trong cuốn sổ tang tưởng niệm đồng chí Võ Chí Công, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đông đảo lãnh đạo cấp cao khác của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ đều bày tỏ lòng biết ơn chân thành và tiếc thương vô hạn trước cuộc đời người chiến sĩ trung kiên, nhà lãnh đạo xuất sắc, có nhiều sáng tạo, người con ưu tú của dân tộc, suốt đời phấn đấu hy sinh cho sự nghiệp giành độc lập, tự do, thống nhất đất nước và trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Tưởng nhớ đồng chí Võ Chí Công, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh: đồng chí Võ Chí Công là người chiến sĩ cách mạng trung kiên, nhà lãnh đạo tài năng, tấm gương sáng về đạo đức cách mạng, cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư, đã chọn đời cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, được nhân dân quý trọng, yêu mến. Trong sổ tang, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng ghi: vô cùng thương tiếc, kính viếng đồng chí Võ Chí Công, người đồng chí, người con kiên trung của dân tộc Việt Nam, người lãnh đạo xuất sắc của Đảng, Nhà nước ta, người đã cống hiến suốt cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân Việt Nam, có nhiều đóng góp to lớn xây dựng Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Chúng tôi xin nghiêng mình trước anh linh đồng chí và nguyện học tập noi theo tấm gương cách mạng trong sáng của đồng chí. Tiếp sau đoàn lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước, Quốc hội và Chính phủ, đến viếng đồng chí Võ Chí Công hôm nay còn có các đoàn. Đoàn đại biểu Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng do Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng dẫn đầu. Đoàn đại biểu Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải dẫn đầu. Đoàn đại biểu Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an do Trung tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an dẫn đầu.
đoàn đại biểu Ban Tổ chức Trung ương Đảng do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Tô Huy Rứa dẫn đầu. Đoàn đại biểu Ban Tuyên giáo Trung ương do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh dẫn đầu. Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam, quê hương đồng chí Võ Chí Công do Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Sĩ dẫn đầu. Cũng trong sáng ngày 10 tháng 9, lễ viếng đồng chí Võ Chí Công đã được tổ chức trọng thể theo nghi thức quốc tang tại Hà Nội. Tại hội trường Trung tâm Hội nghị Quốc tế số 11 Lê Hồng Phong, Hà Nội, đoàn đại biểu Văn phòng Trung ương Đảng do đồng chí Ngô Văn Dụ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm trưởng đoàn đến viếng. Đoàn đại biểu Văn phòng Chủ tịch nước do đồng chí Nguyễn Thị Doan, Phó Chủ tịch nước dẫn đầu vào viếng. Đoàn đại biểu Văn phòng Quốc hội do đồng chí Nguyễn Hạnh Phúc, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội dẫn đầu. Đoàn đại biểu Văn phòng Chính phủ do Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Phạm Văn Phượng dẫn đầu đã vào viếng đồng chí Võ Chí Công. Các đồng chí Phan Diễn, nguyên Thường trực Ban Bí thư đã đến đặt vòng hoa và vào viếng. Đồng chí Nguyễn Thị Bình, nguyên Phó Chủ tịch nước, các nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Trương Quang Được, Mai Thúc Lân, các nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Khánh, Nguyễn Công Tạ đã đến viếng đồng chí Võ Chí Công. Đồng chí Phạm Thế Duyệt, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, gia đình cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã đến viếng đồng chí Võ Chí Công. Trong sổ tang đồng chí Võ Chí Công, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nguyên là lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại diện các bộ, ngành, địa phương đã bày tỏ tình cảm sâu sắc và lòng tiếc thương vô hạn trước sự ra đi của đồng chí Võ Chí Công, khẳng định công lao to lớn của đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam. Trong lời từ biệt đồng chí Võ Chí Công, đồng chí Ngô Văn Dụ viết: "Vô cùng thương tiếc đồng chí Võ Chí Công, nhà lãnh đạo xuất sắc, người cán bộ, đảng viên đã suốt đời hy sinh phấn đấu cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc." Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan và nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phạm Thế Duyệt, nguyên Thường trực Ban Bí thư Phan Diễn khẳng định đồng chí Võ Chí Công là người cộng sản kiên trung mẫu mực, là nhà lãnh đạo được đồng bào cả nước yêu mến và là tấm gương sáng ngời cho các thế hệ Việt Nam noi theo. Nguyên Phó Thủ tướng Nguyễn Công Tạ nói: "Đồng chí Võ Chí Công là người có công đầu góp phần đổi mới quản lý nông nghiệp, trực tiếp tổ chức thực hiện nhiều quyết định chính trị, tạo nên bước nhảy vọt về sản xuất trong cuối thập niên 80 thế kỷ trước, góp phần đưa nước ta từ một nước nghèo đói triền miên thành một nước xuất khẩu gạo." Cũng trong sáng nay, nhiều đoàn đại biểu các bộ, ngành, trung ương và các tỉnh thành phía Bắc đã đến viếng, đặt vòng hoa và ghi vào sổ tang bày tỏ sự thương tiếc trước sự ra đi của đồng chí Võ Chí Công. Sáng nay mùng 10 tháng 9, tại trụ sở Tỉnh ủy Quảng Nam, số 24 đường Nguyễn Chí Thành, thành phố Tam Kỳ, quê hương của đồng chí Võ Chí Công, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam đã tổ chức lễ viếng hương hồn đồng chí Võ Chí Công. Tại đây, lãnh đạo Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ Tư lệnh Quân khu 5 là thành viên Ban lễ tang Trung ương, lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Dân vận Trung ương, các cơ quan Trung ương tại khu vực miền Trung Tây Nguyên, lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Bộ Chỉ huy Quân sự các tỉnh, thành phố Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Phú Yên, Bình Định, Ninh Thuận, Gia Lai, Kon Tum, Đắk Nông, Đắk Lắk. Các đồng chí cán bộ lão thành, đại diện Ban Liên lạc Khu ủy 5, Ban Liên lạc Tiểu đoàn 10 An ninh Vũ trang Khu 5, Ban Liên lạc, Ban Tổ chức Khu ủy 5 cùng lãnh đạo, cán bộ Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các ban ngành đoàn thể, các huyện, thành phố, xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam và đại diện gia tộc đồng chí Võ Chí Công, các tầng lớp quần chúng nhân dân trong tỉnh cũng đã đến thắp nén hương viếng vong linh đồng chí Võ Chí Công, người đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc. Thưa quý vị và các bạn, vào 16 giờ chiều nay, Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam đã về đến Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm hữu nghị chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và cùng Thủ tướng Lào đồng chủ trì Hội nghị Hợp tác Đầu tư Việt Nam-Lào. Chuyến thăm chính thức nước ngoài đầu tiên của Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng trên cương vị Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2011-2016 tới Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào diễn ra trong bối cảnh quan hệ láng giềng, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào tiếp tục được củng cố và phát triển tích cực. Trong cuộc hội đàm tại thủ đô Viêng Chăn, Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng và Thủ tướng Lào Thong Sỉnh Tham Ma Vong đã nhất trí cần tiếp tục hợp tác chặt chẽ hơn nữa trong các lĩnh vực an ninh, quốc phòng, văn hóa, giáo dục, giao thông vận tải, năng lượng, đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án tăng dày và tôn tạo hệ thống mốc quốc giới Việt Nam-Lào,
tích cực triển khai đề án nâng cao chất lượng và hiệu quả hợp tác Việt-Lào nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực lao động, y tế, nông nghiệp và phát triển nông thôn. Hai bên bày tỏ nhất trí tiếp tục hợp tác chặt chẽ và hiệu quả hơn nữa trong việc trao đổi thông tin và phối hợp hoạt động trên các diễn đàn Liên Hợp Quốc ASEAN, ASEM và các diễn đàn quốc tế và khu vực khác. Việt Nam khẳng định tiếp tục ủng hộ Lào sớm gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới WTO và hỗ trợ Lào tổ chức thành công hội nghị cấp cao Á-Âu lần thứ 9 vào cuối năm 2012. Tại hội nghị hợp tác đầu tư Việt Nam-Lào được tổ chức tại thủ đô Viêng Chăn sáng ngày 10 tháng 9, hai bên đã cùng nhìn nhận, đánh giá lại tình hình đầu tư của Việt Nam và Lào và đề ra các phương hướng lớn về hợp tác kinh tế, đầu tư thương mại giữa hai nước trong thời gian tới. Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng thay mặt Chính phủ Việt Nam đánh giá cao chính sách của Lào, coi trọng việc phát triển quan hệ hữu nghị đặc biệt với Việt Nam, từ đó đã dành quan tâm đặc biệt và tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động của các nhà đầu tư, doanh nghiệp Việt Nam tại Lào. Chuyến thăm hữu nghị chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì hội nghị hợp tác đầu tư Việt Nam Lào của Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng nhằm khẳng định chính sách nhất quán của Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên cao cho việc tăng cường và phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Lào, thể hiện quyết tâm của Đảng, Chính phủ và Nhân dân Việt Nam cùng với Đảng, Chính phủ và Nhân dân Lào củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác song phương. Chúng ta đều khẳng định rằng quan hệ hữu nghị hợp tác toàn diện Việt Nam Lào là tài sản vô giá của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Nhân dân hai nước. Mỗi người trong chúng ta đều có trách nhiệm vun đắp cho mối quan hệ này. Mỗi dự án, công trình không chỉ thể hiện sự hợp tác đơn thuần trên cơ sở lợi ích của doanh nghiệp, mà còn và cần phải đóng góp tích cực cho tình hữu nghị, đoàn kết keo sơn đặc biệt giữa Việt Nam, Lào, Lào, Việt Nam. Một lần nữa, tôi xin khẳng định chính sách nhất quán của Việt Nam là đặc biệt coi trọng và làm hết sức mình để cùng các đồng chí Lào không ngừng củng cố, tăng cường và phát triển mạnh mẽ hơn nữa mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện và ổn định lâu dài giữa hai nước chúng ta. Chuyến thăm hữu nghị chính thức của Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng cùng đoàn cấp cao Chính phủ Việt Nam tới Lào đã góp phần tích cực đưa quan hệ hai nước lên một tầm cao mới. Sự ổn định và gắn bó của mối quan hệ hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào, sự chia sẻ những giá trị chung vì lợi ích trước mắt và lâu dài giữa chính phủ và nhân dân hai nước chính là một điểm sáng, là nguồn cảm hứng mang lại cho chúng ta niềm tin và hy vọng. Tối ngày 9 tháng 9, Trường Trung cấp Kinh tế Du lịch Hoa Sữa đã tổ chức chương trình Đêm hội trăng rằm đón Tết Trung thu cho các trẻ em nghèo, mồ côi, khuyết tật ở Hà Nội. Chương trình đã thực sự đem đến cho các em nhỏ mồ côi, khuyết tật một không khí đón Tết Trung thu cổ truyền đầm ấm và hạnh phúc. Các em đã được hòa chung vào không khí của các tiết mục văn nghệ đặc sắc do chính các học sinh trong trường biểu diễn, cùng tham gia chơi trò chơi dân gian và thi làm mâm ngũ quả. Đặc biệt với sự có mặt của Hoa hậu Việt Nam 2010 Đặng Thị Ngọc Hân cũng làm đêm hội trăng rằm náo nhiệt hơn và ý nghĩa hơn, góp phần gắn kết các em nhỏ từ nhiều hoàn cảnh khác nhau cùng chung vui trong một mái nhà trong đêm hội. Để mang đến cho trẻ em khuyết tật thiệt thòi một Trung thu vui tươi và ý nghĩa, cũng trong ngày 10 tháng 9, Hội Nghệ thuật Nhân đạo thành phố Hà Nội đã tổ chức chương trình đi thăm và tặng quà tại Trung tâm nuôi dưỡng trẻ khuyết tật tại thôn Tràng An, thị trấn Trúc Sơn, Hà Nội. Hiện tại, Trung tâm nuôi dưỡng trẻ em khuyết tật Trúc Sơn, Hà Nội có hơn 100 em là trẻ mồ côi, khuyết tật. Các em được nuôi dưỡng tại đây chủ yếu là câm, điếc, bại não, bại liệt, thiểu năng trí tuệ. Nhằm đem đến cho các em một mùa Trung thu vui tươi, ấm áp, Hội Nghệ thuật Nhân đạo thành phố Hà Nội đã tổ chức ca hát, diễn kịch và trao quà cho các em thiệt thòi có hoàn cảnh khó khăn. Trung tâm luôn được sự quan tâm của sở, sự giúp đỡ của các cấp, các ngành, các cái tổ chức, các đơn vị, các cá nhân. Về các ngày lễ, ngày Tết thì thường xuyên được cái sự quan tâm, chăm sóc. Và đặc biệt là có những các cái hội từ thiện, cũng có các cái đoàn sinh viên tình nguyện đến để mà vui chơi, tổ chức với các em khuyết tật tại trung tâm chúng tôi. Bọn em cũng chỉ có mang những món quà tinh thần cho đến cho các em vậy. Và còn bọn em lấy điều quan trọng là niềm vui tới cho các em được chứ. Trung tâm trẻ khuyết tật này thôi. Hoạt động tại đây là bọn em có những chương trình giao lưu văn nghệ, chương trình
và các tiết mục văn nghệ, các tiết mục giao lưu giữa các em và chúng em. Nhiều tiết mục văn nghệ tự biên tự diễn do các bạn sinh viên tình nguyện và Hội Nghệ thuật Nhân đạo thành phố Hà Nội đã thực sự tạo ra một bầu không khí vui tươi lành mạnh cho trẻ em tại đây. Đây cũng là mục đích của Hội Nghệ thuật Nhân đạo thành phố Hà Nội, là đem đến một mùa Trung thu đầy ý nghĩa cho các em. Cùng với những người bạn của mình để có thể tổ chức những cái cuộc giao lưu cũng như là đến chơi và thăm và tặng quà với rất nhiều em nhỏ ở rất nhiều nơi khác nhau, để có thể đến cùng giao lưu, cùng vui chơi và cùng tặng cho các em những món quà nhỏ ý nghĩa, như mong muốn rằng nhiều hơn là sẽ chia sẻ cho các em về cái mặt tinh thần, để các em có một mùa Trung thu thật là ấm áp, thật là ý nghĩa. Hơn 100 suất quà đã được trao tận tay cho trẻ em tại đây, đem lại niềm hạnh phúc cho các em. Những hoạt động như thế này rất cần được nhân rộng để trẻ em cả nước và đặc biệt là trẻ em khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn được chăm sóc tốt hơn nữa. Một chương trình Trung thu ý nghĩa với chủ đề Sắc màu biển cả do Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam phối hợp với kênh truyền hình thiếu nhi VTC11, đài truyền hình kỹ thuật số VTC thực hiện sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 9 năm 2011 tại Hà Nội. Đây là sân chơi bổ ích giúp trẻ em khám phá những nét văn hóa đặc trưng của cư dân miền biển thông qua các nội dung trình diễn, các hoạt động trải nghiệm lý thú. Những bàn tay nhỏ nhắn khéo léo cùng trí tưởng tượng phong phú, các em thiếu nhi Hà Nội đang miệt mài lắp ghép các vỏ ốc, vỏ chai để tạo nên những bức tranh sinh động. Chăm chú quan sát những nghệ nhân, các em học cách đan lưới như những ngư dân hải triều Nam Định, học cách uốn lưỡi câu của người dân vùng biển Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh. Phương pháp học mà chơi, chơi mà học này đã mang lại sự hào hứng cho các em. Đây là trò chơi, là cái hình bằng con sò. Cháu rất thích trò chơi này. Trò chơi này hơi khó nhưng nó rất hay ạ. Nhằm đưa những nền văn hóa biển đảo đến gần với trẻ em, ban tổ chức chương trình đã mời các nghệ nhân đang sinh sống tại các vùng biển thuộc các tỉnh Bình Thuận, Quảng Ngãi, Hà Tĩnh, Nam Định ra thủ đô Hà Nội để trình diễn các tiết mục đặc sắc như hát bà trạo, chơi bài tròi, múa sư tử trên cà kheo. Các em được gặp gỡ, giao lưu với các nghệ nhân, tự tay làm công việc của một ngư dân thực thụ. Đan lưới gắn bó với chúng tôi từ thuở cách đây tầm 20 năm về trước. Là chúng tôi đã làm các ngành nghề lưới từ nhỏ, nhưng nghề ngày nay nó là thịnh hành nhất là nghề đan lưới bắt cá thu. Các bạn ở đây thấy rất là hào hứng và hứng thú, cũng muốn là học hỏi làm cái nghề này. Các em thiếu nhi còn được trải nghiệm hơn 20 trò chơi mang sắc thái văn hóa miền biển rất được yêu thích, được tìm hiểu các đồ chơi dân gian đặc trưng của Tết Trung Thu, qua đó góp phần khích lệ bảo tồn và phát triển nghề thủ công truyền thống, giúp trẻ em tiếp cận với những đồ chơi, trò chơi dân gian. Đất nước ta có bờ biển trải dài từ Bắc chí Nam và có hàng nghìn hòn đảo lớn nhỏ, và cư dân biển đảo chúng ta có một cái di sản văn hóa rất phong phú. Thế nhưng mà di sản này ít được giới thiệu bảo tàng, đây là đầu tiên bảo tàng giới thiệu cách tương đối có hệ thống về văn hóa vùng biển đảo, để cho một mặt là để cho công chúng thủ đô hiểu được thì văn hóa biển đảo Việt Nam như thế nào, thì qua đó mà có cái lòng trân trọng yêu quý về văn hóa biển và có ý thức để bảo tồn di sản văn hóa biển chúng ta. Chương trình Trung thu sắc màu biển cả hướng trẻ em tới sân chơi bổ ích trong dịp lễ hội truyền thống, đưa nền văn hóa đậm đà sắc thái biển gần gũi hơn với trẻ em, qua đó giáo dục các em lòng yêu quê hương đất nước, tự hào về vùng biển hải đảo giàu đẹp của đất nước, ý thức gìn giữ bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Chỉ còn 2 ngày nữa là đến Tết Trung thu, hiện trên thị trường các mặt hàng bánh Trung thu được bày bán rất nhiều, phong phú về mẫu mã, chủng loại để giảm thiểu tình trạng mất vệ sinh an toàn thực phẩm cũng như giúp người tiêu dùng tránh mua phải hàng giả, hàng kém chất lượng. Sáng ngày 10 tháng 9 tại Hà Nội, Đoàn Thanh tra Kiểm tra Liên ngành Trung ương phối hợp với Đoàn Kiểm tra Liên ngành thành phố, Cục An toàn vệ sinh thực phẩm đã tiến hành kiểm tra các cửa hàng bánh trên địa bàn Hà Nội. Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra cửa hàng bánh Trung thu Vân Nam được đặt tại phố Hàng Buồm, có cơ sở phân phối tại nhà hàng Vân Nam 27B Lý Thường Kiệt. Tại thời điểm kiểm tra, cửa hàng này đã không xuất trình được giấy phép kinh doanh cũng như các giấy tờ liên quan đến chất lượng nguồn gốc của sản phẩm bánh Trung thu đang bày bán. Khi đến cơ sở phân phối tại nhà hàng Vân Nam, tại đây, quản lý nhà hàng đã xuất trình được giấy phép kinh doanh, giấy phép đăng ký chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm và hóa đơn chứng minh nguồn gốc nhập các nguyên vật liệu. Tuy nhiên, các hóa đơn này lại không có dấu xác nhận kiểm định chất lượng sản phẩm của các cơ quan chức năng để chứng minh sản phẩm đạt chất lượng. Ngoài ra, hạn sử dụng và ngày sản xuất trên bao bì ghi không đúng quy cách, gây khó khăn cho người tiêu dùng khi quan sát. Đặc biệt, trên bao bì của sản phẩm không ghi thành phần các chất bảo quản, mà theo nguyên tắc, nếu không có chất bảo quản thì các sản phẩm chỉ có hạn sử dụng được 3 ngày, trong khi hạn sử dụng ghi trên sản phẩm ở đây là 45 ngày.
Tuy nhiên, theo nhận định của Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, thì đây là những lỗi nhỏ, không ảnh hưởng đến chất lượng của sản phẩm, đồng thời khuyến cáo người tiêu dùng cần phải thật tỉnh táo và chú ý khi mua sản phẩm. Các cơ sở sản xuất năm nay là thực hiện tương đối tốt về vấn đề nguồn gốc nguyên liệu, về quy trình công nghệ, về vấn đề người tham gia vào quá trình sản xuất. Qua đây chúng tôi muốn khuyến cáo người tiêu dùng là chỉ mua bánh ở những cơ sở sản xuất có địa chỉ rõ ràng. Ví dụ như là nhà hàng Phân Tam, người ta cho thấy là cũng được. Có những cái thiếu sót, người ta những thiếu sót nhỏ, nhưng cái thiếu sót đấy nó không liên quan ảnh hưởng nhiều đến chất lượng. Ví dụ như cái quy cách ghi ngày sản xuất, ngày hết hạn, người ta ghi chưa đúng như cách. Thế còn người ta có cái này, còn chúng tôi sẽ kiểm tra thêm bằng cách lấy mẫu, kiểm tra thêm bằng truy cứu cái nguồn gốc họ phải xuất trình. Cũng theo nhận định của đoàn kiểm tra liên ngành về công tác an toàn vệ sinh thực phẩm trong mùa Trung thu 2011, thì thị trường bánh nhập ngoại năm nay không có nhiều như mọi năm. Hơn nữa, các cơ sở làm bánh cổ truyền và gia công cũng giảm đi rõ rệt. Cụ thể như làng nghề bánh Xuân Đình, từ 40 cơ sở hàng năm đến nay chỉ còn 15 cơ sở. Công tác an toàn vệ sinh thực phẩm tại các cơ sở sản xuất cũng đã được người dân chú trọng thực hiện tốt hơn. Rất nhiều cái cơ sở của Hà Nội trước đây sản xuất bánh Trung thu truyền thống mà không đảm bảo được cái vệ sinh an toàn thực phẩm thì đã có một cái xử lý, và hiện nay là các cái cơ sở đó cũng không có cái ngưng hoạt động và số cơ sở sản xuất nó ít đi, thể hiện là các cái sản phẩm bánh nó đã có nhãn mác đầy đủ hơn, đã có các cái quy định về an toàn thực phẩm đối với sản xuất tốt hơn và có cái nguồn gốc xuất xứ được kiểm soát theo những cái số liệu mà chúng tôi tập hợp được, thì cái số mà cơ sở vi phạm cũng vẫn tiếp tục xung quanh cỡ khoảng trên 20%. 20-30%. Rõ ràng là trong mùa Trung thu năm nay, dưới sự kiểm tra giám sát nghiêm ngặt của các ban ngành trong lĩnh vực an toàn vệ sinh thực phẩm, thì tình trạng các cơ sở sản xuất bánh Trung thu kém chất lượng đã giảm hẳn. Dẫu biết rằng vấn đề vệ sinh thực phẩm luôn luôn nóng và khó có thể giải quyết dứt điểm một sớm một chiều, tuy nhiên, nếu có sự vào cuộc của cả xã hội, đặc biệt là ý thức của mỗi người dân, thì vấn đề này sẽ có dấu hiệu khả quan hơn trong thời gian tới. Sáng ngày 10 tháng 9 tại Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Quốc tế RMIT đã tổ chức hội thảo Việt Nam góp phần vào quá trình cải cách phương pháp giảng dạy Anh ngữ. Hơn 150 khách mời là các giáo sư, giáo viên giảng dạy tiếng Anh ở các trường đại học cao đẳng trong nước và trong khu vực đã đến tham dự hội thảo lần này. Tại buổi hội thảo, các giảng viên Anh ngữ đến từ các trường đại học ở Việt Nam và quốc tế đã cùng nhau thảo luận những phương pháp giảng dạy mới trên thế giới mà Trường Đại học Quốc tế RMIT đã đưa vào thực nghiệm. Theo các đề dẫn mà giáo viên Anh ngữ phân tích, các giáo viên và sinh viên Việt Nam có rất nhiều đóng góp quan trọng vào quá trình cải cách chương trình mang tính toàn cầu này. Trọng tâm của chương trình đào tạo mới là giúp người học đạt hiệu quả cao thông qua phương pháp học qua bài tập. Những bài tập được thiết kế khoa học hơn nhằm giúp sinh viên nâng cao khả năng nghe, nói, đọc, viết trong những tình huống thực tế. Với lượng giao dịch thành công tăng đều trong thời gian qua, quý tư năm 2011 có thể sẽ là tiêu điểm cho cả năm của thị trường nhà ở và bất động sản phía Bắc. Theo thống kê của Cục Quản lý Nhà và Thị trường Bất động sản Bộ Xây dựng, cùng với đà giảm của lãi suất ngân hàng, thị trường nhà đất Hà Nội cũng đang hồi sinh. Lượng giao dịch thành công ở một số phân khúc chung cư, nhà riêng lẻ tăng lên 20% so với tháng 7. Đặc biệt, sau khi bước qua tháng 7 âm lịch, vốn được coi là tháng ngâu, tháng không tốt cho các giao dịch thương mại, tình hình nhà đất tại thủ đô đã khá nhộn nhịp trở lại. Cũng theo thống kê, chủ yếu là người mua để ở, nhà đầu tư chiếm tỷ lệ rất nhỏ. Một số chung cư bình dân ở khu vực phố Minh Khai, Hà Nội trước kia giảm giá mạnh, nay đã đứng lại ở mức 23-24 triệu đồng mỗi mét vuông. Nhìn chung, lượng giao dịch đối với phân khúc chung cư đã tăng khoảng 20% so với tháng 7 và chủ yếu vẫn là người có nhu cầu thực hỏi mua. Riêng đất dự án, lượng thành công không nhiều, chỉ khoảng 10%. Thưa quý vị và các bạn, chính sách nhà ở xã hội của chính phủ đã thực sự hướng đến nhu cầu rất cấp thiết của người dân, đặc biệt là đối tượng người có thu nhập thấp tại đô thị. Tuy nhiên, sau khi triển khai được một thời gian, nhà ở thu nhập thấp tại Hà Nội lại chưa đáp ứng được với nhu cầu của người dân, nhất là xét trên phương diện giá thành. Năm 2011 bắt đầu với đợt bốc thăm nhà ở thu nhập thấp tại Kiến Hưng, Hà Đông do công ty Vinaconex Xuân Mai làm chủ đầu tư. Tiếp sau đó là hàng loạt các dự án nhà thu nhập thấp khác cũng đồng loạt nhận hồ sơ và mở bán. Thời điểm này, giá nhà thu nhập thấp tại Hà Nội như Đặng Xá, Kiến Hưng, Ngô Thị Nhậm, Sài Đồng dao động ở mức gần 10 triệu đến 13,27 triệu đồng mỗi mét vuông đã bao gồm thuế VAT. Đây chính là nguyên nhân khiến dư luận cho rằng giá nhà thu nhập thấp đang vượt quá mức thu xếp của các gia đình, đặc biệt là các hộ gia đình được coi là thu nhập thấp ở thành thị.
Riêng Vinaconex Xuân Mai ở Kiên Hưng nó có chúng tôi thi công 3 cái nhà 19 tầng và với tổng căn hộ là khoảng 840 căn hộ. Thì cái nhà đầu tiên là 19/3 thì chúng tôi đã đến thời điểm này đã xong móng và còn cái nhà 19/5/6 thì chúng tôi đang ép cọc cũng trong khoảng tháng tới là khoảng hết tháng 3 sẽ xong móng và chúng tôi thi công thì theo tiến độ bàn giao nhà là cái 19/3 thì chúng tôi có thể là tháng 3 năm 2012 và 19/5/6 là khoảng tháng 6 đến tháng 9 năm 2012 tôi sẽ bàn giao nhà. Giải thích cho việc này, các chủ đầu tư đều cho rằng năm 2011 CPI của Hà Nội tăng mạnh, giá thành vật liệu xây dựng cũng như nhân công đều tăng khiến giá nhà không thể hạ xuống được. Trong đó một số chủ đầu tư còn cho rằng chỉ tính riêng phí nội thất đã chiếm tới 50% giá thành. Nhiều chuyên gia nhận định giá nhà thu nhập thấp luôn tồn tại nhiều mâu thuẫn trái ngược nhau. Một mặt vẫn phải phát triển theo đúng quy luật kinh tế thị trường, nhưng mặt khác lại phải đảm bảo an sinh xã hội nên người mua khó tiếp cận. Và tôi xin khẳng định với ông chí là các cái nhà ở thu nhập thấp của mình đúng như là cam kết của chính quyền thành phố và các đồng chí doanh nghiệp, chất lượng không thấp. Thậm chí là như chúng tôi đi khảo sát tham quan các cái nhà ở thu nhập thấp ở Trung Quốc, ở Hàn Quốc thì chất lượng nhà ở thu nhập thấp ở Hà Nội tôi xin khẳng định còn cao hơn ở Trung Quốc và ở Hàn Quốc. Mới đây, thành phố Hà Nội đã đề xuất nghiên cứu thiết kế mẫu nhà ở điển hình cho người có thu nhập thấp. Cụ thể, về tỷ lệ, loại căn hộ diện tích sàn từ 45m2 đến 60m2 chiếm khoảng 60%, căn hộ có diện tích từ 35m2 đến 45m2 và từ 60 đến 70m2 chiếm khoảng 40%. Các tiện ích của công trình cũng chỉ ở mức độ vừa phải để tiết giảm đầu tư. Đối với những dự án cao không quá 15 tầng, Hà Nội cho rằng không cần thiết kế tầng hầm để tránh giá thành đội lên cao. Tính từ thời điểm này, thành phố Hà Nội sẽ có điều tra, xác định tổng mức nhu cầu nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố. Từ đó xây dựng quy hoạch, thiết kế các dự án có tính tổng thể hơn. Thành phố sẽ duyệt dự án trên cơ sở thẩm định giá tại thời điểm xây dựng và các chi phí sẽ được công khai minh bạch. Chuyển sang các tin tức quốc tế, hôm nay ngày 10 tháng 9, các hoạt động bắt đầu lễ tưởng niệm 10 năm các vụ khủng bố kinh hoàng ngày 11 tháng 9 năm 2001 khiến gần 3.000 người thiệt mạng đã bắt đầu diễn ra tại một số thành phố trên khắp nước Mỹ. Các hoạt động diễn ra trong bối cảnh không khí lo lắng và sự cảnh giác cao độ của người dân Mỹ vẫn bị bao trùm bởi mối đe dọa tấn công khủng bố vẫn hiện hữu, song chưa được kiểm chứng. Lễ tưởng niệm bắt đầu bằng những bài phát biểu khơi lại lòng yêu nước, tình đoàn kết của người dân Mỹ, các buổi cầu nguyện cho những người đã chết trong ngày 11 tháng 9 năm 2001 và cả trong các cuộc chiến chống khủng bố mà Mỹ phát động kể từ đó. Nhưng bao trùm lên tất cả vẫn là sự hoang mang, lo lắng và cảnh giác cao độ của người Mỹ trước mối đe dọa bị tấn công khủng bố hiện hữu, song chưa được kiểm chứng. Cũng nhân dịp này, nhiều triển lãm các kỷ vật liên quan đến sự kiện này cũng đã được trưng bày nhằm tưởng nhớ những người đã tham gia trong lực lượng cứu hộ. Nhiều kỷ vật liên quan đến sự kiện 11 tháng 9 đã được chúng tôi thu thập và trưng bày nhân lễ kỷ niệm 10 năm vụ tấn công khủng bố. Đây sẽ là dịp để tất cả chúng ta cùng đoàn kết, vượt qua nỗi đau mất mát và tiếp tục cuộc chiến chống khủng bố trên toàn thế giới. Tại Shankville, bang Pennsylvania, đã diễn ra lễ tưởng niệm 10 năm khủng bố 11 tháng 9 với sự có mặt của cựu Tổng thống George Bush và Phó Tổng thống Joseph Biden. Cách đây 10 năm, thành phố ở bang miền đông nước Mỹ này là nơi đã chứng kiến chiếc máy bay thứ tư bị bọn không tặc khống chế, rơi xuống một đồng cỏ và nổ tung, làm 37 hành khách và phi hành đoàn thiệt mạng. Cũng trong ngày này, Tổng thống Barack Obama có kế hoạch tham gia một buổi hoạt động từ thiện ở Washington trước khi tham dự các buổi lễ tưởng niệm chính thức tại ba địa điểm xảy ra thảm kịch 11 tháng 9. Mặc dù trước thềm lễ tưởng niệm sự kiện 11 tháng 9 đã xuất hiện âm mưu đe dọa khủng bố nhằm vào nước Mỹ, song chưa được kiểm chứng. Tuy nhiên, Bộ An ninh Nội địa Mỹ đã kêu gọi tất cả các người dân Mỹ luôn đề cao cảnh giác trước nguy cơ khủng bố, đồng thời cam kết bảo vệ người dân Mỹ khỏi mối đe dọa khủng bố có thể xuất hiện cho dù bất cứ tại thời điểm nào. Phát biểu trong chuyến thăm Đại học Tư pháp Hình sự John Jay tại New York hôm qua ngày 9 tháng 9, nhân kỷ niệm 10 năm vụ tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton cho biết mạng lưới khủng bố quốc tế Al-Qaeda đang âm mưu tấn công nhằm vào nước Mỹ nhưng chưa được kiểm chứng, đồng thời khẳng định Washington sẽ không ngần ngại sử dụng sức mạnh quân sự để đối phó với những mối đe dọa trên.
Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton tiết lộ một báo cáo mới nhất cho thấy mạng lưới khủng bố quốc tế Al-Qaeda đang âm mưu tấn công nước Mỹ, đặc biệt nhằm vào các mục tiêu là Washington và New York. Bà cho biết mặc dù vẫn chưa được kiểm chứng, tuy nhiên các thông tin tình báo đã chỉ ra rằng các nhân tố Al-Qaeda đang đứng sau âm mưu tấn công nước Mỹ. Điều này không làm chúng ta ngạc nhiên và chắc chắn chúng ta sẽ không ngại ngần sử dụng các sức mạnh quân sự đáp lại những mối đe dọa này. Tuy nhiên, Mỹ sẽ tôn trọng pháp quyền, bao gồm các nguyên tắc hướng dẫn việc sử dụng vũ lực để tự vệ, tôn trọng chủ quyền của các nước. Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton thăm Đại học Tư pháp Hình sự John Jay trong bối cảnh an ninh đang được tăng cường, đặc biệt sau khi có thông tin tình báo về mối đe dọa khủng bố đáng tin cậy nhưng chưa được kiểm chứng nhằm vào hai thành phố New York và Washington trong dịp 11 tháng 9. Các cơ quan chức năng Mỹ hiện vẫn chưa xác định được tung tích các nghi phạm đứng sau mối đe dọa khủng bố có thể xảy ra, song chính quyền liên bang công bố thông tin tình báo về khả năng bị tấn công là để người dân có ý thức đặc biệt cảnh giác và thông báo ngay lập tức mọi dấu hiệu tình nghi cho các cơ quan chức năng. Tại cuộc họp lần thứ tư của Hội đồng Chính trị các nước thành viên Liên minh Bolivia dành cho châu Mỹ, gọi tắt là ANBA, diễn ra ở thủ đô Caracas của Venezuela, các nước thành viên nhấn mạnh sự ủng hộ đối với quyền tự quyết của nhân dân Libya và tuyên bố sẽ chỉ công nhận một chính phủ Libya được lựa chọn thông qua bầu cử dân chủ, không có sự can thiệp của nước ngoài. Tổ chức các nước thành viên Liên minh Bolivar dành cho châu Mỹ ANBA cũng lên án hành động can thiệp quân sự của NATO, làm hàng nghìn người dân Libya thiệt mạng và cho rằng đây chỉ là cái cớ để phương Tây chiếm đoạt nguồn dầu mỏ của Libya. Sự can thiệp của NATO vào Libya trên thực tế đã khiến nhiều dân thường bị thiệt mạng và lý do thực sự của sự can thiệp này chính là nguồn lợi về dầu mỏ. Tiếp tục tình hình chiến sự tại Libya, hôm qua mùng 9 tháng 9, giao tranh tiếp tục xảy ra khi lực lượng nổi dậy tiến vào thị trấn Bani Walid và thành phố Sirte, những thành trì cuối cùng của nhà lãnh đạo Gaddafi. Trong một diễn biến khác có liên quan, Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế Interpol cùng ngày cũng đã ra lệnh bắt nhà lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi cùng con trai ông là Saif al-Islam và giám đốc cơ quan tình báo nước này Abdullah al-Senussi. Theo đó, yêu cầu 188 quốc gia thành viên áp dụng mọi biện pháp phù hợp với luật pháp nước mình để giúp Tòa án Hình sự Quốc tế ICC xác định nơi ở và bắt giữ ba người này với những cáo buộc tội ác chống lại loài người. Hôm qua ngày 9 tháng 9, Tổng thống Mexico Felipe Calderón đã thông báo một số thay đổi về nhân sự trong nội các nước này. Giới phân tích nhận định việc Đảng Hành động Quốc gia cầm quyền buộc phải điều chỉnh nhân sự do khả năng Đảng Cách mạng thể chế có thể sẽ quay trở lại nắm quyền vào cuộc bầu cử Tổng thống năm sau. Trong đợt cải tổ này, Bộ trưởng Năng lượng José Antonio Meade Curebena được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Ngân khố và Tín dụng công thay ông Esteto Cordero vừa từ chức nhằm chuẩn bị cho cuộc chạy đua giành quyền đề cử là ứng cử viên của Đảng Hành động Quốc gia cầm quyền trong cuộc bầu cử tổng thống năm sau tại Mexico. Để chuẩn bị tốt cho việc tranh cử trong cuộc bầu cử tổng thống vào năm 2012, tôi quyết định rời khỏi vị trí Bộ trưởng Tài chính. Đây không phải là kế hoạch cho cá nhân tôi, mà tôi mong muốn đóng góp nhiều hơn nữa cho quốc gia và người dân Mexico. Ngoài ra, Tổng thống Calderón cũng nhất trí cho phép Bộ trưởng Y tế José Ángel Córdova thôi giữ chức vụ này để tập trung cho chiến dịch vận động tranh cử thống đốc tại bang Guanajuato. Tổng thống Calderón cũng chỉ định ông Alejandro Poiré, phát ngôn viên an ninh quốc gia, làm giám đốc Trung tâm Điều tra và An ninh quốc gia. Hàng trăm người Ai Cập hôm qua ngày 9 tháng 9 đã xông vào Đại sứ quán Israel ở thủ đô Cairo, hạ cờ và đốt phá tòa nhà này trong bối cảnh quan hệ giữa hai nước tiếp tục căng thẳng kể từ sau vụ 5 cảnh sát Ai Cập bị lực lượng quân đội Israel bắn chết hồi tháng trước. Rất đông người biểu tình đã tụ tập bên ngoài Đại sứ quán Israel tại Cairo trong nhiều giờ, đập phá bức tường an ninh bên ngoài của tòa nhà sứ quán. Một nhóm đã đột nhập vào bên trong và ném các tài liệu bằng tiếng Do Thái ra khỏi các cửa sổ của văn phòng, hạ cờ và phóng hỏa. Chúng tôi có mặt tại đây để đòi lại công bằng cho những cảnh sát Ai Cập đã bị thiệt mạng. Cảnh sát Ai Cập ban đầu không can thiệp, nhưng sau đó đã bắn hơi cay nhằm giải tán những người biểu tình. Theo báo chí Ai Cập, khoảng 200 người đã bị thương trong vụ lộn xộn. Hiện đại sứ Israel tại Ai Cập cùng gia đình và các nhân viên của đại sứ quán đã được đưa tới sân bay Cairo để chờ sơ tán ra khỏi Ai Cập bằng máy bay quân sự. Các cuộc biểu tình bên ngoài đại sứ quán Israel ở Cairo đã bùng phát kể từ khi 5 cảnh sát Ai Cập bị bắn chết hôm 18 tháng 8 ở khu vực biên giới, khi lực lượng an ninh Israel truy đuổi các tay súng bị tình nghi là các chiến binh Palestine đã thực hiện các vụ tấn công các xe buýt dân sự Israel gần thành phố Eilat ở Biển Đỏ làm 8 người thiệt mạng.
Hôm qua ngày 9 tháng 9, Hội nghị Bộ trưởng Tài chính nhóm các nước phát triển gồm Anh, Canada, Pháp, Đức, Italia, Nhật Bản và Mỹ, gọi tắt là G7, đã khai mạc tại thành phố Marseille, miền nam nước Pháp. Trọng tâm chính của hội nghị lần này là nhằm tìm kiếm biện pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế toàn cầu, đặc biệt là cuộc khủng hoảng nợ công đang đe dọa sự tồn vong của khu vực đồng tiền chung châu Âu. Trước thềm hội nghị, Bộ trưởng Tài chính nước chủ nhà François Bayrou cho biết G7 sẽ hành động mạnh mẽ và phối hợp nhằm đối phó với các thách thức của nền kinh tế thế giới. Hội nghị Bộ trưởng Tài chính G7 lần này được tiến hành trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang đứng trước nguy cơ phải đương đầu với đợt suy thoái kinh tế mới, cùng với những khó khăn với các khoản nợ công khổng lồ và nỗi lo ngại về tương lai của đồng euro. Phát biểu sau ngày làm việc đầu tiên của hội nghị, Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu Jean-Claude Trichet cho biết, chúng ta đang phải trải qua khoảng thời gian khó khăn với nhiều vấn đề lớn đe dọa đẩy nền kinh tế toàn cầu rơi vào cuộc khủng hoảng mới. Không còn cách nào khác để cứu lấy mình và nền kinh tế chung, mỗi quốc gia cần phải có những chính sách hiệu quả, nhanh chóng và toàn diện nhằm khôi phục tăng trưởng kinh tế. Trước thềm hội nghị, Bộ trưởng Tài chính Pháp François Bayrou cho biết, nhóm 7 nước công nghiệp hàng đầu thế giới quyết tâm đối phó với các thách thức của nền kinh tế thế giới đang sa sút bằng các hành động mạnh mẽ và phối hợp. Theo ông Bayrou, các bộ trưởng tài chính của nhóm G7 đã nhất trí về những biện pháp cân bằng nhu cầu giảm nợ với nhu cầu hỗ trợ tăng trưởng. Chương trình thời sự ngày 10 tháng 9 của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC đến đây là kết thúc. Trân trọng cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.